đừng đi bà ơi. Bà ơi, bà đừng đi bà ơi. Bà ơi. BBTV. Dạ ăn thóc đi. Để còn để trứng cho cháu bà nó ăn. Bà ơi, bà, cháu nóng quá bà ơi. Bà đây, bà đây. Cháu nóng bà ơi. Cháu bà nóng à. Dạ, cháu nóng quá bà ơi. Bà quạt cho cháu nhá. Dạ, bà quạt cho cháu đi. Bà thương. À mà bà ơi, bà nè. Ơi. Bà. Cháu muốn ăn kẹo. Cháu bà muốn ăn kẹo à? Đây. Bà còn kẹo không bà? Có cái kẹo cho cháu bà, bà đây. Bà lột cho cháu đi. Bà bóc cho cháu nha. A nào. Có ngon không? Thôi cháu đi chơi đây bà. Nhớ về sớm ăn cơm với bà nhá. Dạ. Thương thằng cháu quá. Mồ côi cha mẹ sớm. Thôi ra vườn dọn cái sân để còn trồng rau cho cháu tí chu nó ăn. Không, tao muốn chơi nữa à, tao muốn chơi nữa cơ. Thôi đi về đi, muộn rồi. À, tao muốn chơi nữa, bên qua kia chơi tiếp đi, bên kia cũng hay kìa. Bên kia có cái gì? Thì đây. Ôi, nóng quá. Bà sốt rồi. Tết chùa. Cho bà ngụm nước. Bà khát khô cả cổ rồi. Tích chú ơi. Bà ơi, cháu về rồi bà ơi. Bà ơi, cháu đói quá bà ơi. Ủa, bà đâu rồi ta? Sao lại có con chim ở đây nhỉ? Cúc của cô. Ôi trời, con chim biết nói chuyện. Cúc cu cu cu. Ở cho nghe giọng quen quá vậy, sao giống bà quá vậy? Là bà đây. Bà đó hả bà? Bà khát quá, không thể chịu nổi. Bà phải hóa thành chim để bay đi kiếm nước. Bà ơi, đừng bay. Bà ơi, để cháu đi lấy nước cho bà ơi. Bà đừng bay bà ơi. Chậm mất rồi cháu à. Bà đi đây. Thôi bà ơi, bà lại với cháu đi bà ơi. Đừng đi bà ơi. Bà ơi. Bà lại với cháu đi bà ơi. Bà ơi. Bà về với cháu đi bà ơi. Bà ơi, bà về với cháu đi. Cháu lấy nước cho bà uống, cho chăm sóc bà. Bà ơi. Quá rồi cháu ơi. Bà đi đây. Bà đừng đi bà ơi. Bà ơi, bà đừng đi bà ơi. Bà ơi. Bà ơi, bà đừng đi mà bà ơi. Bà về với cháu đi mà bà ơi. Cháu lấy nước cho chăm sóc cho bà ơi. Cô là Tiên đây. Hả? Tiên. Cháu muốn bà cháu trở lại thành người.
Tiên cháu phải đi lấy nước suối Tiên cho bà cháu uống. Nước suối Tiên cháu phải lấy ở đâu cô Tiên? Cô Tiên á, đường lên suối Tiên xa lắm. Cha cháu cũng đi mà. Cháu có đi được không? Được. Thế bây giờ cháu đi lên cái dãy núi đằng kia, có cái suối Tiên, cháu múc nước về cho bà uống nhá. Dạ. Bây giờ cháu đi đây. Bây giờ cháu cầm cái xô này lấy nước cho bà. Cái xô này, chỉ cần cháu lấy cái xô này là bà cháu trở lại ở cô Tiên. Đúng rồi, cháu đi luôn đi không muộn. Dạ, bây giờ cháu đi đây à. Bà ơi, bà ơi, bà đợi cháu. Cháu sẽ lấy nước suối về cứu bà. Bà ơi. Bà ơi, bà cháu về rồi bà ơi. Bà ơi. Bà ơi, cháu mang nước về cho bà rồi nè, bà uống đi bà ơi. Bà ơi. Bà ơi. Bà ơi, cháu nhớ bà lắm bà ơi. Bà cháu ơi. Của bà ơi, cháu sẽ nghe lời bà, cháu không có đi chơi nữa bà ơi, đừng bỏ cháu đi nha bà. Trời, cháu bà thương. Bà ơi. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.